Vậy thì những người đem cho cốt của người thân của mình gửi tại chùa Kỳ Quan 2, sau đó thì cho cốt bị thất lạc, bị xáo trộn và bị mất thông tin, thì những người này, gia đình, thân nhân có được quyền chủ động yêu cầu bồi thường và khởi kiện ra tòa hay không ạ? Trước tiên á, bây giờ mọi người hay nói nhiều đến điều 319 của luật Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017. Tôi sẽ đọc lại toàn bộ nội dung nguyên văn của cái điều đó. Điều 319 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định như thế này: người nào đào, phá, mồ mả, chiếm đoạt những vật để trong mộ, để trên mộ hoặc có các hành vi khác xâm phạm đến thi thể, mồ mả, hài cốt thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Vấn đề ở đây thì chúng ta cần phải lưu ý đến hai vấn đề ở đây. Vấn đề thứ nhất là những vật để trên mộ hoặc trong mộ. Và vấn đề thứ nhì là vấn đề xâm phạm một cái hài cốt. Ở đây chúng ta không có mồ mả. Nhưng mà cái câu chuyện mà tranh cãi mấy ngày hôm nay, cho cốt có phải là hài cốt không? Câu chuyện đó là câu chuyện tranh cãi rất lý thú nhưng cũng rất khó khăn để phân tích rằng là cho cốt có phải là hài cốt không. Khi mà cho cốt được định nghĩa hoặc là được hiểu, tại vì chúng ta chưa có một cái quy định pháp lý nào để giải thích rõ ràng cái điều 319 này, tại vì thực sự đây là cái lần đầu tiên xảy ra một cái sự cố giống như vậy. Thế nên ra những cái tình huống pháp lý như thế này nó không có được dữ liệu trong luật. Vậy thì cho cốt với lại hài cốt có khác nhau không? Hài cốt thì được để trong mộ, còn cho cốt không được để trong mộ. Vậy thì cái hũ mà đựng cho cốt có được tính là mộ không? Thì trong trường hợp này, tạm thời nếu như không tính rằng cái hũ đựng hài cốt đó là mộ, thì cái cho cốt có thể xác định rằng là nó có thể là một cách biến thể của hài cốt đã được di chuyển, hay là được biến bằng các cái biện pháp vật lý và hóa học để biến trở thành cho cốt. Nếu như chúng ta xem xét cái vấn đề là hài cốt đó, cái cho cốt đó được tính là hài cốt, lại phải tính thêm cái vấn đề cái di ảnh ở trên đó có được tính là vật nằm ở trên mộ không. Bởi vì chắc chắn cái hũ đựng, cho dù hài cốt và cho cốt được đánh giá là tương đồng với nhau, thì cái hũ đựng không thể coi là mộ. Thì trong trường hợp đó, di ảnh ở đó thì nó có phải là cái vật được gắn ở trên mộ hay không. Nên việc áp dụng quy định của điều 319 ở trong trường hợp này không phải là đương nhiên, mà sẽ có rất rất nhiều vấn đề phát sinh mà mình không thể nào mà mình đưa nó vào chung trong một điều khoản để xem xét rằng có dấu hiệu hình sự. Thì điều 319 ở đây mình phân tích nó là như vậy. Kế đến á, thì mình cần phải xét về mặt hành vi. Cái hành vi của cái người xâm phạm, thứ nhất á, là thực sự có hành vi xâm phạm hay không, yếu tố lỗi có xảy ra hay không, tại sao tất cả những cái hình ảnh và tất cả mọi thứ đó nó bị xáo trộn, họ có thực hiện việc đó với lỗi vô ý hay lỗi cố ý, và thật ra là có cái việc đó xảy ra có do lỗi của những người này hay không. Thì tất cả những việc đó chưa có được cái cơ sở thì mình không thể xác minh được rằng là trường hợp này có phạm lỗi hay không, có vi phạm quy định của pháp luật hay không. Tại vì khi mà họ xâm phạm như vậy và họ gây ảnh hưởng đến cái cho cốt còn lại trong đó, thật ra ở đây chúng ta vẫn chưa xác định được rằng là thực sự có cái họ lọ cho nào nó bị bể hay không, đúng không? Bây giờ mình vẫn còn chưa biết rằng là những cái hoạt động đó nó có ảnh hưởng, thực sự ảnh hưởng đến cái hài cốt và mồ mả hay không. Còn nếu nó không ảnh hưởng đến hài cốt mồ mả thì khó có thể đưa được nó vào quy định của điều 319. Bây giờ lại nói đến, thật ra là cái việc mà nó làm lạc thông tin á, nó dẫn cho người ta không xác định được đâu là cho cốt của người này người kia. Nó là một hậu quả của cái việc khác. Cho nên thành ra ở trong trường hợp này người ta cũng không thể xem xét rằng là liệu người ta làm như vậy thì có ảnh hưởng đến cái cho cốt không. Nó không ảnh hưởng. Nó ảnh hưởng đến cái người mà đang thờ cúng ở đó. Chứ nó không ảnh hưởng đến cái việc là có xác định có ảnh hưởng đến cái cho cốt đó không. Không hề. Có thể xác định ở trong này cái vật được xác định ở đây là vật đặc định, tức là không thay thế được. Thậm chí những cái bức ảnh, những cái bài vị nằm ở đó hoàn toàn là không thể thay thế được.